Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một mẫu xe Ram XTC 800 với cấu hình full tự chuyển động Shimano DOJ. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung viền bằng nhôm, da TC 800, nước sơn của chiếc xe thì còn rất là mới, một vài vết xước, có xe bãi xe cũ thì không thể tránh khỏi. Tay bấm chuyển số DOJ, tay dầu Shimano, xe được trang bị sẵn và hành trình trên tay lái. Đùi đĩa của chiếc xe là đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa DOJ. Đây có thể của DOJ luôn, full group DOJ. Bây giờ em sẽ vào test chuyển động cùng với cả đo size để cho các bác đánh giá chiếc xe. Chiếc xe tính từ tâm trục đạp giống đến khóa cọc yên là 46 cm, 45 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Thì chiếc xe này là chiếc xe size M là xe trung bình, phù hợp cho các bác từ 1m65 đến 1m75. Thì chiếc xe là phù hợp. Lip 10 tầng, đĩa 3 tầng cho 30 tốc độ. Các bạn thấy chuyển động lên lip, xuống lip, vô cùng mượt mà luôn. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề
về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Vâng, chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 9 triệu 9, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nào chuyển hết tiền. Với cái giá 9 triệu 9 các bác đã được một bộ khung mang thương hiệu tốt, một bộ chuyển động full group DOG và hai phanh dầu Shimano. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì vui lòng liên hệ số Zalo 0975 709 943. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Ngoài ra các bác hãy đến đăng ký kênh của ấn chuông để có được những thông báo những chiếc xe đẹp khác đang lên trên kênh.